Anh chuyển cho em 30.000 đi, để em mua giùm anh. Ủa chứ không phải em mới lãnh lương hả? Em lãnh lương rồi, nhưng mà tiền lương của em á, em đưa hết cho mẹ em giữ rồi. À, mà anh lãnh lương xong á, cũng đưa hết cho mẹ em giữ đi. Trời, làm gì có chuyện mà tiền lương của con rể mà đưa cho mẹ vợ giữ rồi sao? Mẹ của em á, hồi trẻ sống cũng không dễ dàng gì. Hiện tại á, thì chúng ta kết hôn rồi nè. Anh không thể đối xử tốt với mẹ em một chút không? Không phải, nhưng mà anh... Tú, má chưa bao giờ coi con là con rể của má hết á. Lúc nào má cũng coi con là con trai của má mà. Tiền của hai vợ chồng con á, làm sao má tham được? Mẹ ăn no chưa mẹ? Dạ, no lắm rồi. Hả? Anh, đi làm về rồi hả? Mẹ em muốn ăn tráng miệng bằng chè Thái á, anh chạy ra cái đầu ngõ đây nè. Anh mua cho mẹ em một ly chè Thái đi. Trời ơi, em ơi, anh còn chưa kịp ăn nữa mà. Anh ăn trễ một chút có sao đâu. Anh biết không, hồi đó em đi làm tăng ca tới 10 giờ đêm, mẹ còn thức tới giờ đó nấu cơm cho em ăn á. Bây giờ em phải hiếu thảo với mẹ em chứ. Đủ rồi nha. Anh vừa phải đóng tiền viện phí cho mẹ anh, rồi vừa phải nộp tiền lương cho mẹ em nữa. Còn cái gì mà em không hài lòng hả? Sao em cứ kiếm chuyện với anh hoài vậy? Nếu như mà em thấy mẹ em vì em mà chịu nhiều thiệt thòi, thì em hiếu thảo với mẹ em đi. Em lo anh vô làm cái gì? Thì ra là con cũng hiểu cái đạo lý này hả? Vậy thì tại sao con cứ bắt con Giang nó trả hiếu cho mẹ con là làm sao? À mẹ, mẹ ở lại nghỉ ngơi cho đàng hoàng nha. Con có việc con đi trước rồi, để vợ con ở lại chăm sóc cho mẹ. Mà chị em cũng bận việc mất tiêu rồi. À mẹ, hay là con thuê nhân viên chăm sóc đến đó, chăm sóc cho mẹ nha. Thôi, không có cần nhân viên chăm sóc đâu con. Một mình mẹ cũng ổn mà. Đâu có được, em đã gả vô nhà anh rồi thì hiếu thảo với mẹ anh là chuyện đương nhiên mà. Với lại mẹ anh nuôi lớn anh đâu có dễ dàng gì đâu. Giờ em ở lại chăm sóc cho mẹ anh đi. Chứ bây giờ gọi dịch vụ nè, vừa tốn tiền mà người ta chăm sóc không chu đáo nữa. Thôi mẹ ở lại nha, nghỉ ngơi nha, con có việc rồi, con phải đi liền. Anh, nhưng mà chị em có hẹn với đối tác quan trọng mà anh. Khỏe không chưa mẹ? Mẹ, con có hầm súp gà cho mẹ nè. Ngon đó con. Mẹ thích ăn cái này thì cứ nói vợ con mỗi ngày nấu cho mẹ ăn. Anh, hầm cái này mất 3-4 tiếng. Hôm nay là cuối tuần cho nên là em mới có thời gian em làm đó. Thì em chịu khó dậy sớm chút đi. Nè, nói cho em biết nha, lúc anh còn nhỏ đó, 5 giờ sáng là mẹ đã dậy nấu cơm cho anh ăn rồi. Thì bây giờ anh lớn rồi, tất nhiên là anh phải hiếu thảo với mẹ chứ, đúng không? Vậy thì anh dậy sớm nấu đi. Em là vợ anh thì hiếu thảo lo lắng cho mẹ anh là chuyện đương nhiên mà. Tiền lương trong thẻ của em đâu hết rồi anh Tú? À, anh lấy đăng ký tour du lịch cho mẹ rồi. Chẳng phải á, anh cũng vừa được phát lương sao? Sao tự nhiên lại lấy tiền trong thẻ của em? Thì tiền lương của anh lấy mua máy tính hết rồi. Mà anh nói em nghe nè, anh với em đã kết hôn rồi, thì chia ra tiền của anh, tiền của em làm cái gì, đúng không? Với lại mẹ anh lớn tuổi rồi, mẹ anh sống mình cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Thì bây giờ tới lúc để mẹ anh hưởng thụ được chứ. Nhưng mà cái số tiền này nè, em để dành để mua bảo hiểm cho mẹ của em. Anh hỏi em nè, em đã dành đủ chưa? Chưa đúng không? Thì bây giờ để mẹ anh xài trước đi, có sao đâu. À, thì thời buổi bây giờ con dâu hiếu thảo với mẹ chồng là chuyện đương nhiên mà mẹ. Với lại mẹ của con cũng sống đâu có dễ dàng gì đâu. Vậy thì ai sống dễ dàng hả? Mẹ cũng khó khăn, mẹ cũng thiệt thòi mà. Rồi ai đau lòng hơn ai? Con là con trai, con hiếu thuận với mẹ con là đúng rồi. Tại sao con áp đặt, con thoái thác cái trách nhiệm đó cho con Giang? Con đặt hết cho con Giang là sao? Thì bây giờ tụi con cưới nhau rồi, tụi con là vợ chồng rồi, so sánh cái đó là cái gì mẹ? Tại sao lại không được so sánh? Mà cuộc sống không dễ dàng của mẹ anh á, cũng đâu phải là do em tạo ra. Vậy tại sao anh lại bắt em thay phần của anh báo hiếu với lại mẹ của anh? Mà trước khi kết hôn á, em đâu có thấy anh hiếu thảo như vậy đâu. Sao tự nhiên sau khi kết hôn anh chợt thay đổi, cái anh chợt nhận ra vậy? Anh á, chỉ là đang giả vờ hiếu thảo thôi. Anh chỉ tạo ra cái vỏ bọc cho sự ích kỷ của bản thân mình. Mẹ với vợ con làm như vậy không phải là muốn chia rẽ, không muốn cho con báo hiếu ông bà xui gia, nhưng mà chẳng qua để cho con biết cái cảm giác mà con Giang nó trải qua như thế nào. Vợ chồng sống với nhau là phải biết chia sẻ,
cùng phụ giúp nhau trong cuộc sống. Mẹ vợ hay mẹ chồng á, chẳng ai sống dễ dàng hết. Họ đều phải hy sinh thanh xuân, hy sinh tuổi trẻ để nuôi dạy chúng ta nên người. Bởi vậy á, chúng ta phải báo hiếu với họ. Chẳng phải á, báo hiếu là đức tính đầu tiên để làm người mà anh? Anh không vậy nữa đâu. Thôi để anh đi mua chè nha. Hãy chờ con chút nha. Anh gặp mình. Con không có cần mà mua đồ mà tặng cho mẹ hoài vậy đâu Giang à. Tôi biết những gì mẹ chồng nói chỉ là những lời nói khách khí. Mẹ là mẹ của người con yêu, cũng là mẹ của con. Con tặng mẹ một cái áo à, đâu có gì nhiều đâu mẹ. Con dâu tôi hả, nói chuyện cái miệng dẻo nhẹo à. Nhưng mà mẹ mặc đẹp lắm phải không Giang? Dạ đẹp. Muốn mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu tốt đẹp, biết cách nói chuyện là điều không thể thiếu. Tụi con nè, mẹ định dẫn Bin cháu nội mẹ qua nhà mẹ chơi ít tháng, được không? Mẹ ơi, chắc Giang không có đồng ý đâu. Gì mà Giang không đồng ý? Con đồng ý phải không Giang? Nếu mà bây giờ tôi từ chối á? Ấy thôi mẹ, mẹ dẫn cháu chơi chừng 2 tuần thôi, được không? À, mẹ đúng là cứu tinh của con mà, lúc nào cũng xuất hiện lúc mà con cần nhất. Dạ gần đây á, con bận quá đến nỗi là không có thời gian á để chở thằng bé đi mấy cái lớp piano này, taekwondo, tiếng Anh với lại lớp học mỹ thuật của nó nữa. Khoảng thời gian này á, nhờ mẹ chăm sóc thằng bé giùm tụi con nha. Sao nó học nhiều lớp như vậy? Vậy thì mệt lắm, thời gian đâu mà mình nghỉ ngơi. Mẹ quên, mẹ có mua vé với mấy bà bạn đó là hẹn đi du lịch tham quan chơi. Chắc mẹ không có rảnh giữ cháu đâu. Thôi tụi con giữ cháu nha ha. Bộ con mình học nhiều vậy? Im lặng. Tới ngày đi ra đường bận áo lạnh nha con, trời lạnh ở ngoài á. Ở ngoài có lạnh lẽo gì đâu mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa được không? Từ nhỏ đó, chồng con nó đã bướng bỉnh rồi, nó cứ phải để cho người khác lo cho nó. Nó không biết là cái tánh đó là làm phiền người khác đó con. Tuy nhiên tôi cũng muốn than phiền với mẹ chồng. Nhưng mẹ à, tuy con trai của mẹ tính tình thì có chút bướng bỉnh, nhưng mà đổi lại anh lại thương người. Con gả cho anh ấy cũng vì anh ấy trưởng thành này, chững chạc. Ở bên cạnh anh lúc nào con cũng cảm thấy an toàn hết. Mẹ có một người con trai như vậy mẹ không cảm thấy vui hả mẹ? Vui, vui chứ sao không vui con. Con nói đúng đó, nó thương người từ hồi nhỏ tới bây giờ đó con. Ai cũng thích người khác khen con của mình, cho dù là lớn bao nhiêu. Mẹ, sắp đến ngày của mẹ, con có món quà tặng cho mẹ. Tụi con lại tặng quà cho mẹ nữa đó hả? Tặng hoài vậy đó hả? Dạ, cái này á là loại kem chống nắng á, xịn lắm đó mẹ. Con dâu chị nó hiếu thảo với chị ghê ha. Nếu chịu chi tiền cho chị, không uổng phí á. Trước mặt tôi á, chị khen ngợi con bé. Bình thường nó hả, con dâu tôi nó đâu được giống như vậy đâu. Chỉ hả là mua cho sợi dây chuyền vàng lớn cỡ này, với lại nó mua cho vài cái lắc bự cỡ này thôi à, vài ba chiếc nhẫn lục bảo có gì đâu. Dạ không phải đâu mẹ, bây giờ tuổi của mẹ lớn rồi, phải cần phải bảo vệ cái làn da với lại chăm sóc cái làn da của mình. Mẹ coi nè, bôi lên á là thấm trên da nè, với lại nó che mấy cái đốm đồi mồi, mấy cái đốm tàn nhang trên da của mẹ, dùng được cho mọi loại da luôn. Từ da nhạy cảm nè, rồi da dầu, da thường, da gì cũng dùng được hết. Chàng ơi, cái kem gì mà tốt dữ vậy nè, tha lên cái thấy nó láng nó mịn nó đẹp liền nè. Trời mẹ thích lắm nó nghe Giang. Cái miệng này cũng biết cách nói chuyện quá ha. Cô Nga nè, phụ nữ tuổi chúng mình á, lớn tuổi rồi đó, cần phải tự bảo vệ và chăm sóc làn da. Trời ơi Giang ơi, mẹ thích cái món quà này lắm đó. Chứ mẹ không có thích ba cái món mà dòng vàng bạc nữ trang được, nó không hợp với mẹ đâu con. Mẹ nói đúng đó mẹ. Mẹ có một cái khí chất rất là thanh lịch, không có cần phải đeo vòng vàng trang sức gì á,
vẫn toát lên cái vẻ là quý phái, rất là có khí chất. Cái đó người ta gọi là trang sức hợp với người. Còn nếu mà mẹ không có khí chất á, mà mẹ đeo trang sức lên á, thì lại bị gọi là người xứng với trang sức. Ví dụ giống như là cô Nga đây. Cô nói vậy là sao? Cô Nga, ý của con á là cô đeo một cái cọng dây chuyền rất là lớn nè, rồi cái vòng tay á cũng lớn nữa, càng đeo nhiều á càng thấy đắt giá. Mà cô coi, cái đầu của cô có 3 kg á, mà cô đeo cái sợi dây chuyền tới 8 kg lận, kết hợp với đôi môi chua chát của cô nữa, đúng là khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Cái gì mà 3 kg 8 kg đây? Ý cô nói tôi tự cao tự đại đó hả? Dạ không, ý của con á là cô rất là hợp với phong cách và tính khí như thế này. Cô, mà mẹ à, mẹ đúng thật là mẹ quen cô Nga biết bao lâu nay rồi, sao mẹ không chỉ cho cô á cái gì gọi là tao nhã lịch sự nè, cái gì gọi là muôn vàng dáng vẻ. Cô Nga, cô nên học theo con đường của mẹ con đi, đường đi của cô còn dài lắm, cố lắm nha cô. Thôi được rồi, tôi không nói lời cô. Vàng à, con nói đúng lắm, cái khí chất, cái phong thái, tánh cách của mẹ nó sang trọng, nó quý phái như vậy rồi thì đâu có cần 3 cái vòng vàng gì đó. Thôi cô Nga về đi cô Nga.